Trong một ván đấu, có rất nhiều dữ kiện chúng ta phải xử lý, như bắt tướng, xếp cờ, làm kinh tế, dùng vàng vào thời điểm nào, dùng ra sao và cả chọn nâng cấp cũng là một nghệ thuật. Sẽ có các combo nâng cấp cực kỳ ma quỷ, mang lại tính đột biến trong một ván đấu. Chẳng hạn như Donnie đóng giày, xong vẽ bốc đồ cho cả team, hay combo song sinh đáng sợ đi với ảnh chiếu 3D. Và hôm nay, chúng ta sẽ được xem anh chàng Setsuko tận dụng một combo cũng rất gì về này nọ, đó là bừa bộn và thập tử nhất sinh. Anh đã dùng thập tử như chiếc bùa hộ mệnh để lì đòn lên 9 và phô diễn bài đấu quen tay của mình, Exodia. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub nhé! Các mảnh trang bị đầu tiên Setsuko có được là cung, kiếm và găng. Khởi động trận đấu với nâng cấp bậc vàng, vẫn cứ là cái phong thái thiên về đánh áp cấp hơn, nên Setsuko chọn bừa bộn. Dùng form hai đấu sĩ, hai tay to mặt lớn, anh giành chiến thắng trước đối thủ có nâng cấp 3. Tuy nhiên round này anh chưa tận dụng được bừa bộn vì hàng chờ đang chưa đầy do trước đó anh đã tốn vàng áp cấp. 2.3, anh dùng Kassante siêu sao vệ binh và có luôn Aphelios để kích hệ nghèo. Lúc này Koki cũng đã được tối ưu vô cực để khuếch đại sát thương. Bên kia có cái cọc, nhưng đó là sứ mệnh hộ tống nên họ không thể để nó lên trên chịu sát thương. Setsuko vẫn đủ lực chiến thắng và có chuỗi 3. Sau khi đi chợ nhà mảnh gậy thì anh xáo luôn cuồng đao cho Koki. Đối thủ tiếp theo vẫn là một nhà yếu ớt khi chưa có đủ dàn tranh cho Annie được ném. Từ đó Setsuko thắp lên ngọn lửa Winstreet. Tuy nhiên, đầu xuôi mà đuôi lại không lọt. Ở 2.6, khi đối đầu con Na siêu sao, mắt xích thượng cổ không thể bị ngăn cản với 3 món trên người, cắt chuỗi anh ngay trước quái. Người đá cho thêm giọt nước mắt an ủi. Hộ ba Hastil sẽ không quá lớn đâu, đem lại ít vàng thôi. Vòng chọn tiếp theo vẫn là vàng. Đang giữ Hastil mà còn muốn lên 9 nữa, nên khi thập tử nhất sinh xuất hiện thì anh không quá mất thời gian suy nghĩ, hốt ngay và luôn. Có sát thương đốt từ giáp lửa, thêm sức công phá mãnh liệt của Aphelios siêu sao, đối thủ lấy của Setsuko 10 máu. Đi shopping hốt mảnh giáp, anh up 7 ở 3.5, kích liên xạ với sự có mặt của Jinx. Nhà Annie vẫn mắc kẻ ở 5 để kiếm Annie 3 sao, tuy nhiên lúc này có Eco che chắn nên họ vẫn thừa sức đánh bại anh. Bỏ đi đấu sĩ và liên xạ, đổi form sang 4 vệ binh. Hàng thủ tương đối cứng cấp, từ đó giúp Koki được bắn nhiều hơn và anh chỉ thua 2 chest mà thôi. Hũ Hastil lần này cho vàng và nước mắt. Trận đấu bước sang 4 chấm, lúc này anh đã bán Koki và thay bằng Ezreal, lên 8 thêm Yone kích 5 Hastil. Sojin là món tiếp theo được tối ưu và toàn bộ đồ tấn công được dồn cho nhà thám hiểm Ezreal. Lắp thêm cái giáp lửa để có giảm hưu. Tuy nhiên có lắp thêm gì thì Setsuko vẫn phải nhận trận thua rất đau mà thôi, khi Karthus siêu sao bên kia vẫn khúc cổ hồn, hậu phương của ta đồng loạt bốc hơi. Anh thua 7 chest và chỉ còn 48 máu. Vòng chọn cuối, các nâng cấp đánh nhau đều không ngon với một bài 5 vàng như ba cây trụm lại, đánh như tử, món quà tử sĩ, nên anh phải chọn phương án an toàn là lấy thêm vàng từ ngân sách cân bằng. Tầm này người ta xả hết vàng rồi, còn ông lì mặt ngựa lên 9, thì đương nhiên vẫn là thua đau mà thôi. Anh lì đòn thêm 2 round, 4.3 và 4.5 để cố nổ hũ thêm lần nữa. Quả hũ 285 số cho rất nhiều vàng. Chắc chắn là phải bán Kassante siêu sao để kiếm một siêu sao tốt hơn. Sona tốc đánh và Blitz được tung vào sân. Hàng loạt tướng rẻ tiền sẽ phải ra đi là Yone, Set, Kai'Sa, Afe. Các thao tác cực kỳ nhanh nhẹn với đôi tay thoăn thoắt. Anh tung vào sân Miss Sochun kích tay to cho Ezreal. Illaoi kích đấu sĩ. Quyana có Chu Dam. Ezreal siêu sao đã kịp bắt về ở những giây cuối trước giao tranh. Và round này, đối thủ của anh dùng một bài khá dị là Garen cập đôi. Gã vệ binh liên tục bị giữ chân bởi Quyana. Ezreal chỉ việc giữ khoảng cách và đưa hắn lên bảng. Setsuko chấm dứt chuỗi thua dài của mình ở đây. Bãi chim trả về găng, giáp và một đe đồ lẻ. Đầu 5 chấm, anh sẽ roll thêm update team, đồng thời kiếm một siêu sao mới. Blitz, Illaoi, Thresh đã lên 2. Bắt về siêu sao cuồng nhiệt Quyana, cho cô cầm bốc bắt họ. Cuồng đao, Sojin lắp cho Sona gây đam cũng như buff tốc đánh cho đồng minh. Bắt đầu giao tranh, Quyana đẩy lùi Lilia và cướp giáp lửa cho Illaoi. Hai xúc tu cùng dàn chắn hùng hậu che chắn hết các đòn bắn của Caitlyn Chu Dam phía bên kia. Sona bắt đầu lên chiêu. Các đồng minh của cô như được tiêm hóc môn tăng trưởng. Họ tràn qua phần sân địch và quét sạch tất cả.
Quyana hack được thêm mảnh phép cho Illaoi có vuốt rồng. Anh bỏ đi Haja, thay vào Taric kích Disco, hộ pháp, và dùng thêm một Quyana nữa để không lãng phí vô cực. Đối đầu nhà đồng quê, Quyana focus set và mang về rất nhiều giáp máu cho các đồng đội. Blitz đang ôm được rất nhiều sát thương ở đây. Quyana hy sinh và bay ra sau choáng Samira một nhịp. Sona đã đẩy mana, đánh lên bản nhạc sôi động, bóp tốc đánh cả đội. Còn Quyana một sao luồn ra sau, kết liễu Vex và Samira. Dù chưa kích thập tử, nhưng với sức mạnh Exodia, Setsuko tiếp tục thắng áp đảo. Một nhà chung ý tưởng lớn đã lên 9, đánh Exodia và thập tử nhất sinh cũng đã kích hoạt. Hai quả cọc biết nhảy của họ choáng được Quyana. Nhưng không lâu sau, nữ hoàng nguyên tố đá vào cổ họng Kain, đem về mũ thích nghi cho Sona. Yorick 2 cũng không chịu được quá lâu trước Quyana siêu sao. Kain xoay lưỡi hái tiếp cận ra sau, nhưng tiếc lại chọn mục tiêu hơi sai. Sona vẫn bình an vô sự. Sona và Zeke của họ đã yếu máu. Setsuko tiễn địch dừng ở top 6. 5.6, chạm trán Pentakill. Setsuko khôn khéo xếp xúc tu bo góc để đảm bảo an toàn cho Sona, nên pha đột kích của Akali hoàn toàn vô dụng. Sàn chắn địch lúc này bốc hơi hết rồi. Karthus vẫn khúc cổ hồn, nhưng trong các mục tiêu lại không có Sona. Akali bỏ mặc Karthus tiếp tục bay nhảy, và lần này đã lấy được mạng Sona. Lượng máu còn quá ít, không cho phép nàng sát thủ 1-3. Setsuko là người chiến thắng. Anh lên 10 luôn ở 6.1, up thêm Quyana cùng Lucian 2 sao. Lúc này anh bỏ Taric và kích hệ Ra, bổ sung sát thương cho Quyana với kiếm tử thần. Yone địch có kháng hiệu ứng nên Neko không thể làm choáng. Hai Quyana liên tục hack đồ cho cả team. Lucian đang ở chuồng thì lập tức có 3 đồ. Yone lấy mạng Quyana, rồi thì Blitz đợi sẵn, chắn đường. Yone bị quá nhiều mục tiêu dồn đam và khả năng hồi phục cũng đã bị giáp lửa hạn chế. Người anh của đấng ra đi, và đó là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của Setsuko. 6.2, tái đấu nhà Chu Đam. Lần này, cặp đôi song sát Akali và Caitlyn đã chia nhau xử gọn hai cô nàng Quyana của ta. Sona còn một mình không thể đọ đam với địch. Setsuko bắt đầu kích thập tử từ đây. Muốn kích thêm hệ nên anh bỏ đi con Quyana thường, thay bằng Zeke có tuyệt sắc và Hyper Pop. Yorick 2 sẽ thế vào chỗ Gragas. Vô cực và kiếm tử thần trao lại cho anh da đen. Nanh Nashor thì Zeke cầm. Anh gập bóng nhà Yone. Illaoi dự chân Yone được một tí thì hắn luồn ra sau và bị xúc tu cản đường. Đến lúc dí gươm và được Zeke và Sona thì đồng bọn của hắn ra đi hết rồi. Lucian xả thanh trừng kết liễu Yone. Setsuko chiến thắng và lọt vào top 2. Anh nhặt ấn ra ở vòng chợ 6.4. Combat quyết định kết quả trận đấu thì đối thủ còn lại duy nhất là bãi rác Yone. Trong lúc Yone đang tốn rất nhiều thời gian với Illaoi thì Quyana đã tranh thủ cướp trang bị cho đồng minh. Sona bị choáng bởi những cái xác của cuồng nhiệt, còn Lucian thì được free shot. Yone vùng vẫy một lúc cũng phải lên bảng và chiến thắng gọi tên Setsuko với bài Exodia bất khả chiến bại. Quả không hổ danh ông trùm Exodia đúng không anh em? Triển khai nó phải gọi là mượt như sân siêu. Cảm ơn anh em đã xem đến đây. Nếu thấy video hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video từ các phiên nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.